Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
lời mời của gia đình mời đến đây làm ban tổ chức. Lời đầu tiên tôi cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc toàn thể cơ gì cho bác chúng ta một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất. Xin mời toàn thể chúng ta hãy nổ một tràng vỗ tay thật lớn, quý vị ơi. Vâng, kính thưa các bác anh chị khách quý đang đứng sự hiện diện trên sân khấu trong lúc này đây, đó chính là bố Quảng Văn Cụt, mẹ Lò Thị Tình, con rể Quảng Văn Hương, con gái Quảng Thị Thiên, đó chính là chủ nhân của tấm thiệp hồng trong bữa tiệc ngày hôm nay. Xin mời toàn thể đại gia đình chúng ta hãy cúi đầu chào toàn thể cô dì chú bác một cúi thật sâu ạ. Toàn thể chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn, quý vị ơi. Vâng, kính thưa các bác anh chị khách quý cùng toàn thể cô dì chú bác, hôm nay đúng là ngày 9/6/2023, tức là ngày 22/4 năm Quý Mão, được sự nhất trí của gia đình chính quyền của địa phương cho phép con gái Quảng Văn Hương, con rể Quảng Văn Hương, con gái Quảng Thị Thiên, để bày tỏ lòng biết ơn công bố mẹ giáo dục sinh thành. Hôm nay đại gia đình, bên gia đình nhà gái đã cho phép hai em mở tiệc rượu mừng, chúc mừng cho bố mẹ công giáo dục sinh thành, đã chúc cho bố mẹ sống lâu muôn tuổi, chúc cho con gái con rể làm ăn phát lạt. Và thứ ba nữa, xin thay mặt cho tất cả các cô, các bác, các cô, các chú đã bớt chút thời gian tới dự bữa cơm vàng ngọc của gia đình, gia chủ của bố Quảng Văn Cụt, mẹ Lò Thị Tình. Sau đây, em Thu Minh sẽ đại diện gia đình sẽ có ý kiến với toàn thể cô dì chú bác bằng tiếng phụ, tiếng Thái của chúng ta. Xin mời em Thu Minh ạ. Chương bộ, chương bè, chương phí đồng, hạc sườn, khỏi cờ chư thứ mình, dù có bảng thiềm bàm, xã thành ngừa, hãy sang bón mì, cờ đầy muộn mưng trông tòn, đầy mắt tàng nà, tàng tà, sang bón ải, ợt bón êm, ăn bà, đầy muộn mưng rút trời, ám xưa, bó bề, trình bất kể, mê đòn, đông tiếc hồng, panh, cờ trăng bà, nhát trào khỏ đằng, sang bón ải êm, cờ diệt kình, táo bàm, táo mưng, táo huyên, táo xá, cờ bốc nghi bóng đà nề, cờ bốc nghi khẻ đà hài, đỉ đẹp, chép ngam, nhằm hoai cờ bất trầm, nhằm nằm cờ bốc hùng, trắng xình mi ó nội ỏi hạt, bắt sảy ma mư, bắt bừng bắt điền, tràng điền của trắng sừng, tràng trùng trắng nhớ phiên đông, sừng phiên bà, ăn bà đủ trắng này nhé mà, sừng ồ phùm bánh sòng soi, ăn bà báo bản tờ, có hát đầy đứa tà lầy, báo quảng mương, có hát đầy đứa tà đủ, đủ trắng này nhớ mà, sừng ồ mi cù đồi sòng, ăn bà, này kìm đào cỏ bất rưng xẻ thú, này rú đào cỏ bất rưng xẻ cầu cánh ơn, cùng bỏ bánh gió sùng cứng cu sàm sầu, cùng mê trầu ớt điều sang bó đầy đơn, ăn bà kìm đông có chứa cầu kính sang tá hòa, mưa khắm đầy má mày nhớ phù phu bồng tề na su mơi, hay sang bón mê nì, ăn bà đủ khởi Quảng Văn Hương đủ nhinh, Quảng Thị Thiện, cổ mưa sai trắng chấm ma, mưa quả trắng hà này, trắng này các bác đồng nó, trắng này mùi nhớ mắt thì, quay pi mắt hà, ăn bà mắt đánh thỏa lòng tống khèn đằng sang bón ải bón em, ăn bà ải chư Quảng Văn Cụt, em chư Lò Thị Tình sang bón mê nì, cổ mi phan khảo đầu kìm, lại cáo để mơi, ai nòng đài bàn đài na, lại huyền đài xá, cổ mẹ pi nòng hâu, cổ trắng này thấy đắp nửa sửa đi vì hòa kèng, ăn bà bác xe nà bị hài vất trà, bác xe nà bị ả na bà ổ, thấy lắm nửa sửa đi, khí xe máy thấy tan đường, mắt tùm mắt tôm mắt quần, mắt mơn mắt chúc nhau hở sang bón ải bón em mà nì. Cái thứ nhất khỏi cổ bác mi sáng hưởng xưa, khỏi có chiếc chúc hở ải em, cánh bà của mi áp bả đu, diệt sáng đi lầy, cây sáng đi phền, lầy sáng lầy con xì, mi sáng mi con tàu con tàm. Ăn bà diệt khẩu đó mắt biệt khẩu hay hoang nà, diệt khẩu na mắt biệt khẩu na hoang cồm hoang đàm. Ăn bà tăng sổng ma phải có chiếc chúc hở ải nồng đài bàng đài na lại huyền đài xá, ăn bà lại tiền đi rú sáng, lại rú sáng phi dền diệt kim phền hàng miếng ăn rào thảo trừng dương hừng nóng đơn nan thầu thường thầu gặp tiền đi nhưng mi ăn hài tan trời khổng nóng lưng rú xiềng cánh khăn đại tuổi hỏi mình sao phí mới nó còn đẹp phí lòng đó.
bố mẹ bị đau hao và khái chén đầu hở mất tìm là nho khùn để chúc nho hở là hở sang bón hải em cánh bà đu sang bón mình đi hở ăn là bọn mơn trôm tồn và bọn pha trôm khỏi để cáo để mơn nữa bố mẹ bị đau nữa khái lẩu sang đầu mất tìm nữa. Ai nói nào à, bố mẹ ơi, trộm điều hơn cờ, ai nói bố mẹ cờ, bố mẹ cần áo cần, hiếm phăng bàn tủ chứ không khỏi, có tiền tô chú phó chú mẹ có ba mớ, thầy cả hạt bánh phải bia bác cần, mất tủ mất tôm xăng bón à, ai em cánh ba phùa mẹ đu tạo đu lán hao nọ, là bố mẹ cần nhớ chén đầu khăn chân cho mơ này nào bố mẹ nơ, hào chân nơ, ai em cào hắn mặn chân nơ, ai em cào hắn, là phùa mẹ ý ai đoán cờ, ăn thiệt chín mà phát tài mà cũng ngơ. Hãy
bên bao sao. Bao giản cắn cung lòng giản ai dệt khổ dệt chế, bao dệt bao dườn bao bền bò tay hương. Giản đằng hương đi ai em nong thầu kẻ anh nói, chớ chết chớ say ai hở nông tiêu hà ai em, chớ chuyện ma hót của mía hao gọi giản ai em, nong bền mía ai suốt chờ suốt chua. Rất mong camera lò anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, vui lòng liên hệ trực tiếp với camera lò anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.